Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube NNT 1001 của mình. Thì hôm nay đến với video này, mình chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái địa điểm du lịch khá là nổi tiếng, ai cũng biết đến. Thì đây cũng là một cái địa điểm mà để check-in cực đẹp, cực lý tưởng luôn các bạn. Thì chia sẻ đến tất cả mọi người là đây là cổng Tò Vò ở Lý Sơn. Thì đây là một cái địa điểm du lịch cực là nổi tiếng ha, ai cũng biết đến. Vậy thì cái địa điểm này ở đâu, ở trên đảo Lý Sơn, và cách di chuyển như thế nào để đến được cái địa điểm cổng Tò Vò này, thì mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng mình xem hết video này để mình biết hướng mình đi đến địa điểm cổng Tò Vò nha quý vị và các bạn. Theo như kinh nghiệm mình đi đến Lý Sơn vừa rồi, thì ngay khi vừa đến cảng chính và đi vào Lý Sơn thì chúng ta sẽ bắt được một con đường nhỏ chạy dọc theo bờ biển. Men theo con đường đó thì chúng ta sẽ thấy một cái mỏm đá có hình dáng rất là độc đáo, đó chính là cổng Tò Vò. Cổng Tò Vò ở Lý Sơn có chiều cao khoảng 2,5 m và được hình thành từ nham thạch của núi lửa. Khi nham thạch núi lửa phun trào gặp nước biển và khiến nham thạch đông lại, và qua một cái thời gian tạo nên một cái mỏm đá có hình dáng độc đáo, đó là cổng Tò Vò. Cổng Tò Vò là một trong những cái địa điểm thu hút khách du lịch đến Lý Sơn bởi một cái vẻ đẹp độc đáo của nó, không đụng hàng với ai. Thì bên cạnh đó, đây là một cái địa điểm check-in sống ảo cực chắc của những đôi bạn trẻ khi đến đảo Lý Sơn như thế này nha các bạn. Đoạn đường mình đang đi là một cái cung đường đẹp nhất của Lý Sơn các bạn. Khi ở những cái vị trí cao, các bạn sẽ thấy cái cung đường này thật là tuyệt vời. Thì sáng nay là khoảng 6:30 sáng mình đi đến đây, và các bạn thấy mặt trời đang mọc rất là tuyệt vời. Thì cái ngọn núi ở phía xa các bạn thấy đó là ngọn cái miệng núi lửa ha, của hàng triệu năm về trước, bây giờ nó đang ngủ yên. Và đây gọi là giếng tiên nha các bạn, nơi mà chứa cái nguồn nước ngọt vô tận ở trong này. Rồi, hello các bạn, mình đang đến cổng Tò Vò nè. Thì sáng nay mình đi sớm, mặt trời nó đang chuẩn bị mọc lên nè các bạn. Đó. Bây giờ mình đi xuống chỗ đây, quay cho các bạn xem nha. Mình chưa đến cổng Tò Vò nhưng đã cảm nhận được một sự đẹp ở chỗ cây dứa này các bạn. Một cái hình dáng rất là tuyệt vời để chụp hình ở đây. Đây, cảnh đây sáng nay khá là đẹp luôn à. Cổng Tò Vò đó các bạn. Đây, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đây là cổng Tò Vò ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Thì đến nói về cổng Tò Vò này, có nhiều người lại hỏi là cổng Tò Vò ở đảo Lý Sơn có gì thú vị. Thì xin thưa rằng đến quý vị và các bạn, đến với cổng Tò Vò ở Lý Sơn thì cái trải nghiệm ấn tượng đầu tiên là chiêm ngưỡng cái kiến trúc vô cùng độc đáo của nó, được mệnh danh là một cái kiệt tác của thiên nhiên. Thì cổng Tò Vò ở đảo Lý Sơn là một địa điểm du lịch với bất kỳ du khách nào cũng nên đến đây một lần và rất là thích. Từ cổng Tò Vò nhìn theo hướng nam thì du khách sẽ thấy đó là núi Diên Tiên hùng vĩ. Đây chính là cái tàn tích của ngọn núi lửa hàng triệu năm về trước còn sót lại. Với một khung cảnh tự nhiên tuyệt đẹp như thế này sẽ không quá phóng đại để nói là cổng Tò Vò được gọi như là một cái cổng thiên đường. Khi du khách đến cổng Tò Vò có thể tham gia những hoạt động vui chơi du lịch như là đi thuyền thúng hoặc là đi cano. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đây là cái cung đường đẹp nhất tại huyện đảo Lý Sơn. Thì đây chính là con đường vòng quanh ở bên trong cái nơi mà neo đậu thuyền những khi mưa gió. Thì các bạn thấy nước biển ở đây rất là trong và xanh như ngọc đó các bạn. Nên đây được ví như là một cái hòn ngọc Lý Sơn, đảo ngọc Lý Sơn đây các bạn, rất là tuyệt vời. Đó, các bạn thấy cái đáy biển nha, rất là trong xanh. Khi chúng ta đứng ở những cái vị trí cao như thế này thì ta mới thấy được cái đảo ngọc Lý Sơn nó đẹp biết chừng nào, đúng không quý vị và các bạn. Video về cổng Tò Vò ở Lý Sơn, đây là một cái video mình rất là yêu thích, rất mong quý vị và các bạn xem và ủng hộ nhiệt tình về đảo Lý Sơn. Khi chúng ta có điều kiện hãy đến đảo Lý Sơn một lần. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.